Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dung Channel. Thì trên tay mình đây đang là một chiếc điện thoại, đó là chiếc điện thoại Huawei Nova 3i nha các bạn. Chiếc điện thoại Huawei Nova 3i này thì nó có những cái đặc điểm gì mạnh và những cái đặc điểm gì chưa được mạnh cho lắm thì mình sẽ đánh giá sau ngay bây giờ nha. Thì trước tiên là tức là chiếc điện thoại Huawei Nova 3i này á, thì là nó có thiết kế bằng kính nha, kính ở viền kim loại nha, thì nhìn nó sẽ cao cấp và nó sang chảnh hơn, kính bóng luôn nha, đẹp mà sang chảnh hơn nha, so với lại Redmi 5 nhớ lại Redmi Oppo F11 nha. Nhưng mà đấy là nhìn về cái mặt tổng quan thì nó sẽ cao cấp hơn thôi. Màn hình của nó cũng sẽ là Full HD cộng, tấm nền là Full HD cộng nha, nhưng mà nó sẽ có một cái tay thỏ ở đây khá là to. Nhưng mà cái điện thoại này nó cũng ra trước cả F11 với lại ra trước cả F11 với lại Redmi 5 Pro với Redmi Q rồi, nên là mình cũng không thể đòi hỏi nó là có thiết kế đẹp hơn được. Đấy là cái điều không thể ấy, nhưng mà nó có một cái thiết kế thì chắc chắn là đẹp hơn rồi. Về loa thì âm thanh của nó thì cũng là to, mình đánh giá là cũng to nhưng mà không to bằng F11 với lại ấy đâu nha. Nó to vừa đủ xài thôi nha. Đấy thì bây giờ mình sẽ mở một cái bản nhạc chuông thì mọi người thấy là cái loa nó cũng to này. Và nó cũng chỉ có một loa đơn thôi nha các bạn. Đấy, màn hình của nó cũng là Full HD cộng và nó đang chạy ở một cái phiên bản, đó là phiên bản Android 9 nha. Phiên bản Android 9 trên hệ điều hành MIUI gì 9.1.0 và phiên bản Android là 9.0 này. Đó, mà nó chạy chip là hai silicon Kirin 710 nha các bạn. Thì chip này mình đánh giá là nó yếu hơn 710F một chút xíu nha. Đấy, chip này nó yếu hơn 710F một chút xíu và máy này để mua về pin của nó là 4000 và nó có sạc của nó cũng chân chính nó cũng là một cái chân micro USB và jack 3.5 nha. Chân này cũng giống chân F11 thường nha. Thì máy này nó có hỗ trợ sạc nhanh không thì cái máy này mình đánh giá là nó không hỗ trợ sạc nhanh nha. Sạc nhanh của nó cũng không nhanh đâu. Chắc 10W hay 15W thì đấy, nó không hỗ trợ sạc nhanh. Con này là không hỗ trợ sạc nhanh nha. Đấy. Còn về về RAM ROM thì RAM của nó là 4 và bộ nhớ trong là 128. Bộ nhớ trong thì rất là thoải mái nhưng bộ nhớ RAM thì là 4GB vừa đủ xài đây. Cái này là mức đủ xài cho những cái app bình thường, những cái app nặng cũng đủ xài luôn nhưng mà không để dùng để đa nhiệm cả app nặng những cái app kia được. Cái này là RAM 4, mọi người chú ý nha, RAM ví dụ mà các bạn mở game nặng nó bắt đầu các bạn lại đa nhiệm thêm Facebook các thứ vào nữa thì là RAM nó phải là RAM 6 trở đi trở lên nha. Còn nếu mà chỉ là để ví dụ như Liên Quân nhưng mà đa nhiệm sang Facebook thì RAM 4 nó vẫn ổn định nha, vẫn còn giữ được. Đấy thì các bạn phải chú ý những cái điều này. Đấy, RAM 6 trở đi thì nó sẽ thoải mái hơn, còn RAM 3GB trở đi thì trở xuống á, thì nó chỉ để dùng chống cháy thôi, xem phim YouTube các thứ thôi, để mà đa nhiệm game xong sang cái kia cái là nó out ngay à. Đó. Đó, đấy là cái khác biệt về RAM nha, nhưng mà RAM con này là đủ xài mà con này xài rất là ngon luôn. Đấy. Đấy thì chiếc Kirin 710 mình đánh giá nó cũng là chip tầm trung vừa ổn thôi chứ không có mạnh nha. Chip này bây giờ chơi game Liên Quân thì hiện tại là bây giờ hồi bữa là vào là còn hỗ trợ bật Kirin 710F thì hỗ trợ bật 60 fps hay không ta? Hình như là không thì phải. Chỉ hỗ trợ bật 30 fps thì mình cũng sẽ tìm một cái cách nào đấy để cài cái kick fps cho nó lên 60 fps nha. Thì cái đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kích lên trong một cái video sau. Thì video này mình chỉ đánh giá tổng quan qua, thì các bạn mua cái Huawei Nova 3i này về để cái mục đích gì, nó là chỉ về ví dụ học online thì ok này, chơi game Liên Quân các tác vụ nhẹ cũng ok luôn, xài chống cháy ok luôn, đấy, xem YouTube các thứ ok, màn hình nét luôn, màn hình Full HD cộng mà thì cũng nét mà. Loa cũng ok, các thứ đều ok mà thiết kế lại cao cấp, nhìn bóng kính này đẹp này cũng ok luôn. Đấy, pin 4000 trâu đủ xài nhưng mà lại không có sạc nhanh nha. Đấy. Đấy là những cái gì mình đánh giá sơ qua này, thiết kế cũng tai thỏ này, nếu bạn là thích thiết kế tai thỏ này thì thấy nó đẹp, còn mình thấy nó cũng bình thường, hơi chướng mắt. Đấy. Thì các bạn xem video á, mà thấy cái này là thương hiệu Huawei, thì Huawei bây giờ từ cái phiên bản Android 10 trở đi Android 11 á, là Mỹ đã cấm vận nên là cấm đối với Huawei, nên là gần như là các máy xa sau ví dụ như Nova 7i á là nó không có CH Play, nhưng máy này thì vẫn có các CH Play bình thường nha. Những cái máy này nó ra trước cái lệnh cấm rồi là nó vẫn có CH Play nha, cái thứ bình thường nha. Còn những cái máy kia thì nó không có CH Play, nó lại khác. Máy này là hoàn toàn có CH Play và các cái ứng dụng ở bên trong bình thường. Đấy. Máy này thì chơi game ổn định thôi, Liên Quân cũng gọi là mức ổn định nha, các thứ thì xài ok thôi. Đấy, thì app ngân hàng thì các thứ vẫn xài ok nha, chỉ có cái những cái máy đời sau Nova 7i các thứ là nó cấm, thì không biết là app ngân hàng xài sao nhưng mà các dịch vụ của Google thì không sử dụng được, nhưng cái này thì sử dụng hoàn toàn bình thường nha. Thì mọi người hoàn toàn an tâm để mua Huawei Nova 3i về để xài nha, nhưng mà máy này thì xài cũng mình đánh giá nếu mà ở thang điểm 10 nó cũng chắc nó cũng được 7 điểm đấy, xài cũng ok. Đấy. Thì các bạn xem video của mình thấy bổ ích, thế hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thì mình cũng sẽ làm một cái video cách kích FPS cao cho cái máy Huawei Nova 3i này, và mình sẽ làm một cái video test game của Liên Quân luôn nha, để xem nó chơi game nó còn ổn định hay không và nó chơi game được mức đồ họa nào thì mượt nha.
Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video sau.